Cô ngoài cái. Đây. Hello. Hôm nay mình đi đánh nhau vậy? Bạn Nam này. Bạn Nam có vào tôi không nhỉ? Có. À thôi chết rồi, quên chị Bảo rồi. Bảo Bảo ơi. Bạn Nam thì tí tôi inbox nhỉ? Ừ. Xin chào các bạn, đây là anh Duy Thường. Rồi, chào tất cả các bạn. Để chắc cái quay á. Em là một nhóm quay mới quay rồi. Em quay có ít. Tại vì em mới lập nhóm. Muốn với anh em nhá. Em muốn gặp anh để giao lưu là cái nhất. Em muốn học hỏi anh. Nói chung là quay con gì? Xuống đây nó mấy chuyện ấy. Lấy chồng. Như anh ở ngoài là đẹp trai hơn ở trong. Đẹp trai nhiều ấy. Em thì trước em cũng làm YouTube, cái kênh của em thì nó nói chung là em làm cũng bên em ai cắt ghép vừa em thì cắt ghép anh thử gửi cho em một vài video em thử cắt ghép cho nó ok. Vâng. Em chưa làm YouTube thì cái kênh của em nó đợt đấy nó cũng làm được hơn 8.000 nhỉ. Đợt này lên mười mấy bộ. Cái kênh đấy nó làm được nói chung nhiều. Cái video đây là máy ăn. Đang kinh tế nhưng mà giờ như không biết đâu ăn được nhiều. 4 triệu là không 4 triệu xem. Thì bây giờ anh chỉ biết là như ví dụ như một hạt gạo thì ngoài biết 10 hạt gạo, thậm chí là 100 hạt gạo sẽ có người biết đến một hạt nó lên dần. Em làm vậy em đi chế nhiều hơn đấy. Em đi chế nhà. Nói chung là mỗi anh em nó một cái tài riêng, mới không phải là ai cũng nói, nhưng là mỗi anh em nó một cái tài riêng. Nên là cố gắng, chế định phải cố gắng.